Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít ruột đỏ ngày 31 tháng 12 2023. Kênh ghi nhận giá giảm nhẹ. Cụ thể là mít ruột đỏ Indo lá bầu hôm nay thương lái mua tại vườn. Giá mít nhất còn 32.000 cho tới 33.000 đồng một ký. Giá mít nhì dao động trong khoảng từ 21.000 cho tới 23.000 đồng một ký. Mít chợ có giá là 10.000 cho tới 14.000 đồng một ký. Cách phân loại mít ruột đỏ thì vẫn như cũ nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Bà con có thể nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.